Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng dựng cho các bác tham khảo một đôi loa phun đơn 30 dB sử dụng cấu hình phun neo các bác nhé. Chép neo và bát neo khối. Với một cấu hình này cho các bác chơi karaoke gia đình, chơi mọi dòng nhạc, đánh tiếng rất là sáng các bác nhé. Nó chuyên từ neo mà, từ neo mà chuyên lời. Với cấu hình này các bác có thể lắp phòng hát này hoặc chơi sự kiện nhỏ thì rất là hay các bác nhé. Ở đây thì em sử dụng cho các bác là lắp lên cái thùng loa phun đơn 30 mới nhất. Lưới rất là đẹp các bác nhé. Đấy, rất là sang luôn. Có vải chống bụi ở trong nhé các bác nhé. Thùng có đề cắm cọc loa phần dưới đáy này. Đầy đủ ốc treo nóc này. Treo ngang này. Rất thuận tiện cho các bác treo. Tay xách hai bên này. Thùng của nó rất chắc nhá. Sơn sần chống nước. Nước sơn rất đẹp luôn các bác nhìn này. Đấy, không một vết xước các bác nhé. Hậu loa đằng sau. Thùng này hai thanh thông người ở phần mặt trước này. Đây tổng quan nhìn này, nhìn để trong không gian gia đình nhà các bác thì rất sang trọng với cấu hình này. Với cấu hình này em nói luôn, em chơi cấu hình này là cấu hình phun từ neo cao cấp luôn các bác nhé. Hay luôn cho các bác, về các bác hát thì tiếng rất là nhẹ thôi, từ neo mà. Cấu hình này thì em lên cho các bác là sử dụng chép 450 neo NG nhé. N4505 hàng chính hãng của NG. Con này là neo khối các bác nhé, côn 44 dây dẹt. Con này bên trong là cối nhôm nhé, lõi đồng, lõi viền đồng. Phễu của nó là phễu vuông 18x18. Và củ bát đây em sử dụng củ bát 30 neo khối hàng chính hãng của Silly. Xương BNC hay gọi là xương trẻ hai ngón tay các bác nhé. Neo bích 7 màu cũng nhé, 2, 4, 6, 8 cái lỗ tỏa khí tỏa nhiệt. Đây, hàng chính hãng của Silly đây. Con này côn 76 các bác nhé. Từ neo bích 7 màu. Con này tiếng rất hay luôn, đánh rất bền đúng không ạ? Đây củ bát của nó đây. Bát của nó là gân vải 3 gân. Màng chống nước các bác nhá, màng phủ cao bóng chống nước. Bên trong thì lót toàn bộ bông mút này. Thùng ke góc đầy đủ rất chắc chắn các bác nhá, ốc chôn ren. Đấy, riêng cái mặt này bên cửa hàng em làm mặt ván ép này. Phân đần em lên cho các bác là phân đần JBL6012. Phân đần em lắp dựng loa mấy năm nay rất là tốt các bác nhá. Chuyên dùng phân đần này, hai bóng đèn chống cháy tép này, tụ zone tech này. Cho ra tiếng rất hay luôn các bác, tiếng sáng luôn. Đấy, tải rất là bền, phân đần này đánh rất bền luôn. Ok chưa các bác? Quay trở lại em test cho các bác nghe nhạc nha. Nói luôn cho các bác nhé, các bác có thể ghép, đây là em đang ghép với chép 450 neo khối của NG này. Hoặc các bác có thể ghép với chép 450 neo bi. Hoặc các bác có thể ghép chép từ thường nhé. Đây là chép từ thường của Turbo này, CDI4402 này. Chép từ thường 450 của NG này, HG120-5 này. Con này từ thường này, từ 115 côn 44 này. Hoặc các bác có thể ghép với dòng chép cao cấp của NG, HG440-8. Con này là bản chép 450 từ to các bác nhé, côn 44. Đấy, ví dụ các bác những mẫu chép này lên thì ghép đều hợp hết các bác nhé. Các bác ghép chép nào thì bảo với em là ok. Đấy, quay trở lại em test nhạc này. Các bác mà chơi karaoke cấu hình này thì hay luôn nhá. Tiếng sáng.
Vừa rồi em test cho các bác một đoạn nhạc ngắn các bác nhé. Đấy, các bác chơi cấu hình này thì bao hay bao bền cho các bác luôn. Ở bên em thì hàng có như nào bên em nói như vậy các bác nhé. Bán hàng thì bằng uy tín luôn các bác ạ. Đấy, chất lượng luôn cho các bác. Anh em thợ mà lấy số lượng cái cấu hình này 2-3 đôi nhắn tin em giá rất rẻ, cứ điện trực tiếp cho em nhé. Mua hàng các bác điện trực tiếp vào hai số điện thoại này, hoặc các bác có thể nhắn tin qua Zalo cho em nhé, gửi hàng toàn quốc. Em xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhé. Video này mà hay các bác nhớ like và chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi nhé. Video phần 2 em sẽ test karaoke trên đôi này. Bác nào muốn theo dõi phần 2 thì đăng ký kênh.